Ukraine mất thêm 547 km vuông lãnh thổ vào tay quân Nga. Trong bài phát biểu hôm ngày 3 tháng 5 với các chỉ huy quân sự cấp cao, Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Ukraine đang rút lui dọc theo tiền tuyến và quân đội Nga đang phá vỡ cái mà ông gọi là mạng lưới các thành trì của Ukraine. Ông Shoigu nói, các đơn vị quân đội Ukraine đang cố gắng bám vào các phòng tuyến riêng lẻ, nhưng trước sự tấn công dữ dội của chúng tôi, họ buộc phải rời bỏ vị trí và rút lui cũng theo người đứng đầu bộ quốc phòng nga trong hai tuần qua lực lượng vũ trang nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư novopamti semenva và berdichi ở donetsk chỉ một ngày trước đó bộ quốc phòng nga cũng đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng berdichi ở donetsk đây là khu định cư có vị trí chiến lược trong phòng tuyến miền đông của ukraine phía nga cho biết các binh sĩ đã kiểm soát hoàn toàn làng berdichi Bên cạnh đó, chúng ta cũng cải thiện vị trí ở các khu định cư Vojiven, Kalinovo, Sukhon, Novopoko. Đây là những bước tiến mới nhất của quân Nga trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng 4, Bộ trưởng Shoigu cho biết Nga kiểm soát thêm 403 km vuông lãnh thổ và tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Tây. Khi đó, ông Shoigu tuyên bố lực lượng Nga kiểm soát thêm các khu dân cư Olova, Tonenko, Krano và Mino thuộc tỉnh Donetsk trong tháng 3. Trước đó vào tháng 2, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Avidika ở cửa ngõ miền đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 5 năm 2023. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, kể từ tháng 10 năm 2023, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều khu vực lãnh thổ hơn so với 3 tháng cuối năm 2023 các chuyên gia quân sự cho rằng Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.